Thưa quý vị, cách đây 75 năm, ngày 6 tháng 1 năm 1946, nhân dân cả nước đã bầu 333 đại biểu vào Quốc dân Đại hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tổng tuyển cử là bước đi quyết định, là sự tiếp nối của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, ban hành hiến pháp của một nhà nước thực sự độc lập. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên này với sự ra đời của bản hiến pháp năm 1946 đã mở ra một trang sử mới cho đất nước ta, có một hệ thống chính quyền thống nhất, chính danh về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. 75 năm đã qua, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 nhiệm kỳ hoạt động, từ Quốc hội khóa 1 cho đến Quốc hội khóa 14. Dù ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng từng nhiệm kỳ của Quốc hội đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, của nhân dân. Khóa 10 thì các khóa cũng đã mở ra cái dân chủ ở trong thảo luận các cái vấn đề của đất nước, nhưng mà nó cũng chưa sâu nổi lắm. Mà đặc biệt là từ khóa 12 đến khóa 13, 14 này, thì cái phát huy dân chủ ở trong thảo luận xây dựng pháp luật và thảo luận các vấn đề của đất nước ấy, và chất vấn các đại biểu của chính phủ, các cái thành viên của chính phủ là nó còn sôi nổi. Và cái dân chủ đó nó góp phần vào cái thành công của các cái kỳ họp. Quốc hội khóa 14 với 494 đại biểu quốc hội, trong đó số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách đạt tỷ lệ 34,91%, cao nhất trong các nhiệm kỳ quốc hội. Có thể nói quốc hội khóa 14 hoạt động khá toàn diện trên các lĩnh vực, từ công tác giám sát, việc thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đến hoạt động đối ngoại cũng như việc đổi mới phương thức hoạt động để thích nghi với điều kiện thay đổi. Ví dụ năm 2020 này chúng ta đối diện với một cuộc đại dịch toàn cầu và Quốc hội đã nhanh chóng kịp thời chuyển đổi cái phương thức hoạt động của mình cho phù hợp với cái yêu cầu thực tiễn. Cái kỳ họp sẽ được chia ra làm hai kỳ của mỗi kỳ họp. Kỳ họp trực tuyến và kỳ họp trực tiếp. Với cái phương thức họp như vậy, chúng ta đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các cái hoạt động, đảm bảo một cái yêu cầu đặt ra, tức là chúng ta vừa hoàn thành một cách kịp thời những cái nhiệm vụ của cuộc sống, của xã hội đặt ra, nhưng đồng thời cũng đáp ứng được cái yêu cầu phòng chống dịch. Và từ đó, có thể nói rằng đó là cái điểm sáng của trong hoạt động của Quốc hội trong cái nhiệm kỳ vừa rồi. Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có 7 vị đại biểu, trong đó có 2 vị đại biểu trung ương và 5 đại biểu địa phương. Nhìn lại chặng đường đã qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố qua 14 khóa đã tích cực hoạt động trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của người đại biểu nhân dân. Có một điều hết sức quan trọng, đó là việc thông qua các cái kênh để mà đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nhận được một cách đầy đủ các cái ý kiến, cũng như là phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, của các cử tri thành phố về những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, để từ đó tổng hợp tình hình đưa lên thành các cái kiến nghị trên diễn đàn Quốc hội để giúp cho Quốc hội, giúp cho chính phủ trong quá trình xây dựng chính sách đáp ứng được cái yêu cầu của thực tiễn của cuộc sống xã hội, trong đó đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Có thể nói rằng là tất cả những cái sự lãnh đạo, sự hợp tác, sự giám sát đó, nó vừa là cái yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng cũng đồng thời là cái động lực để giúp cho các đại biểu Quốc hội luôn luôn là phải tìm kiếm, phải cải tiến, phải đổi mới để nâng cao cái chất lượng của mình trong từng cái hoạt động. Tổng tuyển cử năm 1946 là bước đi đầu tiên của đất nước độc lập mà nhân dân tham gia quyền quyết định xây dựng nhà nước của mình. Và chỉ còn vài tháng nữa thôi, nhân dân cả nước sẽ tiếp tục sử dụng quyền và nghĩa vụ của mình để bầu ra Quốc hội khóa 15, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân và vì dân.